Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Rất nhiều người dân và doanh nghiệp đã đến giao dịch tại ngân hàng. Mỗi người có một công việc riêng và hy vọng là sẽ giải quyết xong mọi việc trước Tết để không còn phải vướng bận gì trong năm mới. Và trước thực tế lượng khách đông gấp đôi gấp ba lần ngày thường, nhiều ngân hàng cho biết là đã không đóng cửa vào 5 giờ chiều như thường lệ mà đều chờ đến khi phục vụ xong toàn bộ nhu cầu giao dịch của khách hàng thì mới đóng cửa. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự VTC tại Hà Nội. Hôm nay ngày 13 tháng 2 là ngày giao dịch cuối cùng của hệ thống ngân hàng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và rất nhiều người dân doanh nghiệp đều muốn đến ngân hàng để thanh toán nợ nần, thanh toán công vụ, thanh toán các hợp đồng xong hết trước khi nghỉ Tết để đón một cái Tết thật là vui vẻ, thoải mái và không còn vướng bận gì với cả Tết cũ. Và hãy cùng phóng viên VTC1 trải nghiệm cái không khí giao dịch nhộn nhịp trong ngày trước ngày nghỉ Tết Nguyên đán này. Số thứ tự tôi nhận được là 98. Hiện khách hàng số 60 đang giao dịch. Sau hơn 30 phút chờ đợi, tôi mới có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền. Và dù phải chờ đợi khá lâu, mọi người vẫn vui vẻ để hoàn thành được giao dịch trước khi nghỉ Tết. Mình chờ thì cũng chắc gần tiếng rồi. Thì hôm trước kiểu mình về quê ấy, thì làm rơi mất thẻ, thì mình làm lại. Em sắp đi du lịch Tết rồi, thì là sang ngân hàng này đổi tiền. Em chuyển tiền từ bên ngoài vậy ạ. Các ngân hàng cũng cho biết, không chỉ hôm nay, trong những ngày giáp Tết trước đó, lượng khách đến giao dịch đông gấp 2, gấp 3 lần ngày thường. Ngân hàng đã sẵn sàng mở cửa đến tận tối muộn để phục vụ toàn bộ những khách hàng có nhu cầu giao dịch. Hôm nay là cái ngày giao dịch cuối cùng trong năm. Bình thường thì với Huy Anh thì 5 giờ chúng tôi sẽ đóng cửa giao dịch. Nhưng trong cái ngày đặc biệt như thế này thì chúng tôi sẵn sàng mở cửa phục vụ khách hàng đến khách hàng cuối cùng. Theo thống kê, trong vài ngày cận Tết, Ngân hàng Nhà nước đã bơm dòng thêm hơn 66.000 tỷ đồng để đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Và dù khách hàng đến rút tiền rất đông, nhưng mọi nhu cầu tiền mặt đều đã được đáp ứng, không xảy ra tình trạng thiếu tiền.